cho nên tôi đề nghị các bạn khẩn trương nếu đủ điều kiện vào đăng ký hoặc có điều kiện tổ chức vào lễ tổ thì chúng ta cứ đăng ký vào lễ tổ. Cái chiều nay và ngày mai có khả năng còn nhiều các bạn đến thì có khả năng là không kịp về mặt thời gian để phục vụ, cho nên là đoàn đã đến trước thì chúng ta tổ chức trước, đến sau thì chúng ta là sau. Và nhất là ăn trưa ngay chúng tôi có tổ chức ăn trưa thì xin mời các bạn nếu có nhu cầu ăn trưa thì ra bàn ban tổ chức để đăng ký để chúng tôi phục vụ buổi trưa. Dạ. Vé gì anh? Vé cơm.